sao anh cứ kéo nón sụp sụp xuống hoài vậy? Mệt anh quá. Kỳ vậy? Có gì đâu, em yêu anh thì em hôn anh, có chứ đâu xấu. Nhưng đây là chỗ đông người. Anh ngại hả? Vậy thôi mình về nhà em nha. Ba mẹ em nói đã cho phép rồi. Thôi mình đi về, vô phòng em chơi. Em nói gì kỳ vậy? Đầu tư một bộ phim mà em với anh đóng chung á. Anh mau mau tìm kịch bản đi. Phim gì có một tình yêu lãng mạn, giống như là Bản tình ca mùa đông á. Bản tình ca mùa đông á có nhiều nước mắt quá, em không thích đâu. Phim gì mà không có khóc nhiều á, anh có thích không? Anh không biết. Đạo diễn đóng sao anh đóng vậy à? Tự nhiên em thấy hạnh phúc quá. Mọi chuyện cứ như là trong mơ vậy đó. Hai diễn viên yêu nhau trong phim rồi lại yêu nhau ngoài đời. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, sinh con đàn cháu đóng. Em thấy hạnh phúc quá. Đồng Lan à, mình về thôi em, anh mệt lắm rồi. Anh đợi em với. Chị ơi, tính tiền. Alo. Anh yêu hả? Anh đang làm gì vậy? Anh đang đọc kịch bản. Mày nè, đừng gọi anh vậy nữa. Em nhớ anh yêu của em quá. Mới xa nhau có mấy tiếng mà em thấy buồn quá. Anh yêu à, anh vô Facebook đi. Em vừa mới đưa hình của tụi mình lên đó. Mấy đứa bạn của em thế nào nó cũng ghen tị cho mà coi. Em đưa hình gì vậy? Thì hình mình hôn nhau bữa hôm nay đó. Cái gì? Em gỡ ngay xuống đi. Em không thể nào đưa bức hình đó lên được. Em đã đưa lên rồi, mà em cũng đâu có làm gì sai đâu. Tụi mình yêu nhau mà. Ngọc Lan à, sao em không chịu hiểu cho anh một chút chứ? Anh đã có quá nhiều chuyện mệt mỏi rồi. Em đừng cứ làm cho anh thêm mệt mỏi nữa, được không? Em gỡ ngay xuống giùm anh đi. Không, em không gỡ đâu. Ok, em cho anh biết mật khẩu đi. Anh gửi xuống giùm cho. Không luôn. Em thiệt là... Thank you.
Đúng là không thương được. Chứng nào tật đó. Cái đồ trăng hoa. Con à, con đang làm gì vậy? Mẹ nói chuyện một chút có được không? Dạ, con đã ở nhà thôi. Mẹ đang cần có tư vấn phải không? Con đã đọc tin trên mạng chưa? Mẹ tức quá chịu không nổi luôn. À, con vô Facebook đó rồi. Con nghĩ con bé đó mắc bệnh hoang tưởng thôi mà mẹ. Nhưng mà tấm hình là bằng chứng rồi con gì? Thì tấm hình đó, con nghĩ chỉ là hôn bất ngờ, tránh không kịp thôi mà mẹ. Không có lửa thì làm sao có khói chứ. Không lăng nhăng. Nhưng tại sao con gái lại nhận là yêu? Chuyện này con không biết à nha. Nhưng con biết chắc á, con bé này là fan cuồng á. Không tin mẹ dòm lóc Hương Ngọc Lan mà coi. Ừ, để mẹ coi thử coi. Mẹ ơi, mẹ đừng có tức nữa nha mẹ. Chuyện này dớ dẫn quá. Mẹ cứ tin con đi, không sao đâu. Mẹ biết rồi. Thôi bye con.